Chào mừng quý vị đến với chương trình Dân số và Sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai với những nội dung chính sau đây. Bệnh đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm khô, tuy không phải bệnh cấp tính nhưng lại là nguyên nhân chính gây mù lòa. Phương pháp phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhằm tạo thuận lợi, dễ thực hiện, hiệu quả cao đã giúp nhiều người lấy lại thị lực tốt. Thưa quý vị, mọi người thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không chỉ thể hiện tâm tư tình cảm mà nó còn đem lại ánh sáng, dẫn lối chỉ đường để chúng ta thực hiện mọi hoạt động sinh hoạt, lao động hàng ngày một cách nhanh nhẹn, hoạt bát và hiệu quả hơn. Thủy tinh thể khi còn trong suốt, nguyên vẹn sẽ cho bạn đôi mắt sáng, nhưng khi bị đục, thị lực sẽ bị giảm và thậm chí dẫn đến mù lòa. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là bệnh đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm khô. Thủy tinh thể là một dạng thấu kính trong suốt, hai mặt lồi, nằm sau móng mắt, có chức năng điều tiết cho ánh sáng đi qua và hội tụ tại võng mạc, giúp ta có thể nhìn thấy mọi vật. Khi thủy tinh thể bị mờ, tức là bị bệnh đục thủy tinh thể, đây là nguyên nhân giảm thị lực và mù lòa cao nhất. Ở Việt Nam, nguyên nhân này chiếm hơn trên 80%. Ông Nguyễn Văn Lộc, ngoài 60 tuổi, nhà ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất cho biết, khoảng một năm trở lại đây, thị lực của ông giảm hẳn, bị cườm che nên đi lại khó khăn, đã làm phẫu thuật mắt bên phải và hiện đang chuẩn bị mổ mắt bên trái. Nói chung là từ 6 tháng vừa qua là con mắt mình nó là rất mờ, có cơm, là mình mới đến đây để mới điều trị là mình để mổ. Trong khi bác sĩ ở đây là thời gian vừa qua thì mình 50 ngày qua rồi á, là mình mổ mắt phải. Lúc này mắt này nó mờ nữa là mình phải mổ mắt trái luôn. Trong thời gian á là như vậy. Và trường hợp của ông Nguyễn Hoài Trung, 56 tuổi, cũng được chỉ định phẫu thuật do đục thủy tinh thể. Được biết ông cũng bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay. Tôi thì trong cái dạng thuộc dạng bệnh COPD, rồi tiểu đường nữa, rồi không hiểu sao mắt nó mờ. Rồi bác sĩ khám rồi quyết định mổ, chứ còn tôi cũng chả biết nó sao. Hôm trước thì đúng rồi khám bác sĩ bảo là đục thủy tinh thể mổ. Thì sáng rồi mổ mắt trái rồi thì nó sáng. Bây giờ mổ mắt phải. Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể gồm nguyên phát và thứ phát. Nguyên nhân nguyên phát là do bẩm sinh liên quan tới các rối loạn yếu tố di truyền và do quá trình lão hóa tự nhiên. Nguyên nhân thứ phát là do các bệnh khác tại mắt tái đi tái lại nhiều lần, chấn thương mắt, sử dụng các loại thuốc điều trị tại mắt có ảnh hưởng tới thị lực hoặc thuốc hạ mỡ máu, chống loạn nhịp và chống trầm cảm. Mắc các bệnh như cao huyết áp, đái tháo đường, béo phì hoặc do thường xuyên tiếp xúc với tia tử ngoại, tia X, tia hàn. Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Hữu Trọng cho biết, bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân nói trên, nhưng đa số là ở độ tuổi trên 50 do sự lão hóa tự nhiên của cơ thể. Bệnh đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây mù lòa ở người Việt Nam. Thì tới 80% những người bị đục thủy tinh thể bị mù là do đục thủy tinh thể. Thì cái nguyên nhân của nó thì có nhiều, chẳng hạn như là do bẩm sinh, rồi do chấn thương, rồi do bệnh lý, có thể ví dụ như là do corticoid hay là do bệnh tiểu đường. Rồi còn một trong những cái đục phổ biến nhất đó là đục do tuổi già. Thì hầu như là ai bị đục thủy tinh thể tuổi già là cũng diễn biến theo cái tâm sinh lý bình thường. Khi có tuổi rồi thì thủy tinh thể nó không còn cái độ trong suốt nữa, nó mất cái khả năng điều tiết đi, từ từ nó cứng, nó đặc lại, nó gây đục. Và khi đó thì cái thị lực của mình nó sẽ bị giảm đi, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Cũng cần phân biệt rõ bệnh đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm khô với bệnh glaucoma hay còn gọi là cườm nước rất nguy hiểm. Đục thủy tinh thể thì dân gian họ còn gọi là cườm khô. Nhưng thực chất đó là chỉ là đục cái thủy tinh thể, nó không còn cái tính chất trong suốt nữa. Khi nó đục nó làm cản trở cái tầm nhìn của mình thì mình phải phẫu thuật để thay thế. Nhưng khác với lại cái bệnh mà cườm nước mà dân gian vẫn gọi, thực chất đó là một cái bệnh glaucoma. Cái bệnh này nó làm cho tăng áp lực cái nhãn cầu lên. Và ngoài cái chuyện mà gây đục kèm theo cái thủy tinh thể thì nó sẽ làm cho cái thần kinh của cái mắt mình nó sẽ bị kém đi, càng ngày nó càng giảm chức năng, nó mất chức năng của thần kinh mắt thì nó rất là nguy hiểm hơn. Nó khác hoàn toàn so với lại cái bệnh cườm khô hay là đục thủy tinh thể.
Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ gây đục thủy tinh thể như không chú ý luyện tập để cung cấp các chất dinh dưỡng cho mắt, dùng quá nhiều rượu bia, thuốc lá hay thường xuyên bị stress và môi trường khói bụi ô nhiễm. Thưa quý vị, khi thủy tinh thể bị đục, bị mờ đến mức gây khó khăn trong sinh hoạt lao động hàng ngày của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định làm phẫu thuật để thay thủy tinh thể nhân tạo. Phương pháp thay thủy tinh thể nhân tạo ngày càng được hoàn thiện với phương pháp phẫu thuật Phaco hiện đang được áp dụng rộng rãi tại các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ông Nguyễn Văn Lộc và ông Nguyễn Hoài Trung là hai trường hợp đều được phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng kỹ thuật Phaco tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Sau khi phẫu thuật một bên mắt có hiệu quả tốt, hiện họ lại tiếp tục phẫu thuật tiếp mắt thứ hai. Thể sáng đi bình thường lại, cũng như hàng ngày. Lúc chưa mổ là rất mờ, đi tới đi lui là rất khó khăn. Rất khó khăn. Bây giờ rất sáng, mình nhìn đâu là cũng sáng, nhìn chữ rất rõ. Trước đây khi phương pháp phẫu thuật Phaco chưa được áp dụng, việc mổ thay thủy tinh thể nhân tạo rất khó khăn. Vết mổ thường dài 10mm và thay bằng miếng thủy tinh cứng. Bên cạnh đó, nguy cơ loạn thị sau mổ khá cao. Cái đục thể thủy tinh á là một cái mà cái sự chính của cái thể thủy tinh, nó làm cho cái người bị đục người ta không còn khả năng nhìn được. Thì Phaco là mổ lấy thủy tinh, tức là chúng ta lấy đi cái thủy thể nó cứng đó đi để tạo một cái đường thông suốt cho ánh sáng rọi từ bên ngoài vào võng mạc thì bệnh nhân mới thấy được. Thì mổ đục thủy thể Phaco nó chỉ là một trong những phương pháp mổ đục thủy thể thôi. Thì trong phương pháp Phaco người ta dùng sóng siêu âm để người ta tán nhuyễn những cái thể thủy tinh ra thành nhiều mảnh. Từ đó người ta hút cái thể thủy tinh ra. Sau khi hút và làm sạch cái thể thủy tinh và cũng như cái chất nhân hoặc cầu tét, người ta bắt đầu người ta đặt một cái thể thủy tinh nhân tạo vào. Thì như vậy nó mới giúp cho bệnh nhân nhìn thấy đường được. Với phương pháp Phaco, bệnh nhân được gây tê phía sau nhãn cầu. Qua kính hiển vi, bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ 3mm trên giác mạc, sau đó tách lớp nang mềm bao bọc thủy tinh thể. Một cây kim nhỏ bằng kim loại titan được đưa vào, đầu kim phát ra sóng siêu âm để tán nhỏ thủy tinh thể, đồng thời hút ra ngoài. Thủy tinh thể mới dạng mềm được thay thế vào mắt ngay sau đó, vết mổ không cần khâu, chỉ cần băng lại sau phẫu thuật. Với phương pháp Phaco, người ta sử dụng đường mổ từ 2.2 tới 3 chấm thôi. Và thể tinh nhân tạo bây giờ người ta làm được những loại mềm, nó có loại cứng và loại mềm. Thì với Phaco người ta dùng loại mềm, ta cuộn nhỏ lại được, chúng ta nhét qua đường bổ nhỏ. Thì như vậy thì cái loạn thị sau mổ không có. Rồi cái thứ hai, vết mổ nhỏ, không khâu, bệnh nhân không cộm chỉ, không khó chịu. Và cái tỷ lệ lành vết mổ sau mổ rất là tốt. Và ngay ngày hôm sau mổ là người ta đã có thể, cái thị lực người ta cải thiện tốt. Có những bệnh nhân người ta đọc được 9-10 phần 10 ngay từ hậu phẫu sau mổ luôn. Đó là cái ưu điểm của Phaco. Có thể nói, phương pháp phẫu thuật Phaco được áp dụng trong việc điều trị đục thủy tinh thể mang lại cho người bệnh nhiều thuận lợi, như tỷ lệ biến chứng và tỷ lệ loạn thị rất thấp. Với vết mổ nhỏ, người bệnh có thể làm việc nhẹ nhàng, tự chăm sóc, sinh hoạt mà không cần người chăm sóc, có thể đi lại nhẹ nhàng sau phẫu thuật, chỉ nằm lại theo dõi một ngày hoặc không cần nằm viện. Và quan trọng hơn hết là thị lực phục hồi nhanh chỉ vài ngày sau phẫu thuật. Với vết mổ nhỏ, người bệnh có thể làm việc nhẹ nhàng, tự chăm sóc, tự sinh hoạt, nhưng cũng cần chú ý tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ. Sau khi mổ đục thủy tinh thể thì tùy theo cái phương pháp, nhưng mà cái chung sau mổ đục thủy tinh thể thì một là chúng ta phải giữ vệ sinh, đảm bảo cho sạch sẽ, để không được làm cái công việc mà quá nặng nhọc, trong đặc biệt là phương pháp Phaco thì trong vòng một tuần đầu hoặc đến hai tuần đầu là mình giữ gìn rồi vệ sinh sạch sẽ. Rồi ăn uống thì cũng nên ăn cái loại mà có nhiều chất xơ, giảm táo bón đi, giảm tránh cái nguy cơ bị ho. Rồi hoặc là những cái động tác mà làm gây tăng cái áp lực, ví dụ như là tập thể dục hay mạnh hay mang vác gì đó nặng đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mắt. Còn ngoài cái tuần đầu tiên đến tuần thứ hai thì nó gần như là bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường được. Bệnh nhân sau khi phẫu thuật Phaco cần giữ gìn vệ sinh tay, vệ sinh mắt sạch sẽ, điều trị thuốc theo chỉ định của bác sĩ,
Các biểu hiện thông thường như đỏ nhẹ, kích thích nhẹ, hơi cộm, chảy nước mắt. Tuy nhiên cảm giác này sẽ qua đi trong vài ngày sau phẫu thuật. Và khi có các triệu chứng như đau nhức, nhìn mờ nhanh, đỏ mắt nhiều hoặc thấy chớp sáng, nhiều ruồi muỗi bay trước mắt thì cần phải quay lại bệnh viện kiểm tra ngay. Mặc dù phương pháp phẫu thuật phaco có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có những trường hợp cụ thể không thể áp dụng phương pháp này mà phải sử dụng phương pháp điều trị truyền thống ngoài bao hoặc trong bao. Đó là các trường hợp dây thần kinh quá yếu, không duy trì được áp lực trong mắt hoặc thủy tinh thể đục quá nhiều, chín và phồng căng. Một số trường hợp thì cái kỹ thuật phaco thì không nên áp dụng, tại vì mỗi một cái kỹ thuật nó đều có cái ưu nhược điểm của nó. Ví dụ như trường hợp mà bệnh nhân bị đục thủy tinh thể mà nó các cái dây chằng zin nó quá kém, nó rất là yếu, nó không thể duy trì được cái áp lực trong mắt khi mà mình phẫu thuật thì dùng phương pháp phaco sẽ không đạt yêu cầu. Hoặc là những trường hợp mà khi mà nó đục quá nhiều, ví dụ như đục thủy tinh thể chín phồng căng, rồi một số nguyên nhân mà có thể do cái dây zin nó yếu thì mình cũng không nên áp dụng các cái kỹ thuật phaco, thì chuyển sang kỹ thuật khác, ví dụ như là trong bao hoặc ngoài bao. Chính vì vậy, bệnh nhân bị đục thủy tinh thể nên đi khám chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt để được điều trị đúng phương pháp và tránh các biến chứng. Không nên đợi khi nào mắt không nhìn thấy được nữa mới đi phẫu thuật, vì khi đó phẫu thuật sẽ khó khăn và tiên lượng thường kém chính xác. Đục thủy tinh thể là một trong nguyên nhân gây mù, do đó tất cả những cái bệnh nhân mà có thị lực giảm thì cũng lên đi khám mắt để bác sĩ người ta có chẩn đoán kịp thời và có cái chỉ định phù hợp thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta không cứ ỷ y hoặc là cứ nghĩ nó đơn giản mà không đi khám thì nó sẽ đến cái giai đoạn nó trầm trọng thì nó cái khả năng điều trị nó sẽ bị hạn chế. Đục thủy tinh thể đa số là do cơ chế lão hóa theo thời gian cùng với các cơ quan khác trên cơ thể. Chúng ta chưa có cách chặn đứng sự lão hóa ấy, nhưng chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa thông qua việc giảm thiểu các tác hại của môi trường cũng như đảm bảo tình trạng sức khỏe khỏe mạnh để có đôi mắt với thị lực tốt nhất. Ví dụ như là chúng ta đi đường phải đeo kính bảo hộ, tránh các cái loại tia từ ngoại, tia cực tím. Đó, rồi hạn chế điều trị bằng một số loại thuốc có corticoid. Hoặc khi điều trị thời gian kéo dài thì nên được kiểm tra mắt xem mình có bị đục thủy tinh thể hay không. Rồi đặc biệt những người mà bị tiểu đường nữa cũng nguy cơ gây đục thủy tinh thể thì mình cũng nên đi khám mắt thường xuyên để kiểm tra xem có biến chứng của cái bệnh tiểu đường gây đục thủy tinh thể hay không. Ngoài ra chúng ta cũng cần hạn chế mức độ thừa cân để tránh béo phì. Còn nếu là bệnh nhân tiểu đường thì cần đi khám định kỳ để hạn chế những ảnh hưởng xấu đối với mắt. Thưa quý vị, đục thủy tinh thể là bệnh diễn biến tự nhiên theo sự lão hóa của cơ thể. Do vậy, người cao tuổi thường bị bệnh này. Lớn tuổi, chân yếu, mắt mờ là điều hiển nhiên. Nhưng điều chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị ở đây là đừng thấy bệnh diễn biến chậm và lành tính mà không quan tâm chú ý. Vì nếu chúng ta không thăm khám và điều trị kịp thời, bệnh đục tinh thể có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như tăng nhãn áp, gây phản ứng viêm, mất chức năng điều tiết dịch thể. Và nếu nhãn áp quá cao, có thể gây bệnh glaucoma, ảnh hưởng đến thần kinh mắt. Và nếu thần kinh mắt đã bị ảnh hưởng, thì sau khi điều trị xong, khả năng phục hồi của thị lực cũng rất kém. Do vậy, mọi người cần phải khám chuyên khoa khi có dấu hiệu thị lực giảm để được điều trị sớm và hạn chế những biến chứng. Chương trình đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.